lúc đầu khi mà quyết định ra tự chuyển, đương nhiên Linh rất là lo lắng. Nó cũng giống như là khi mà một ý tưởng sáng tạo nó nảy lên trong đầu, nó rất là dị hay là nó rất là hay, hoặc nó rất là đã nếu nó thành sự thật. Nhưng nếu mình làm không tới thì sao? Nhưng nếu điều mình làm ảnh hưởng đến người khác thì sao? Nếu như một cô bé nào đấy ở tuổi 18, 19 cũng gặp phải câu chuyện như Linh, đấy là điều Linh không hề mong muốn. Nhưng nếu nó xảy ra, nếu như mọi chuyện luôn luôn rằng là chỉ là những cuộc ném đá trên mạng, rồi sau đó mọi thứ thành dĩ vãng, thế rồi cuộc đời đấy sẽ ra sao? Và đã có từng có thời gian Linh suy nghĩ giữa việc rằng là trở thành một kẻ vô dụng hay một người hữu ích, ít nhất là cho gia đình chứ cho nói xã hội. Linh sẽ viết cuốn tự truyện này một cách tử tế và nghiêm túc nhất. Có lẽ là mình cần một lời chính thức với những người yêu thương mình. Các em ý, các bạn ý và các anh chị đôi khi rất là thương mình và họ cứ phải né tránh rất nhiều câu chuyện khi mà tiếp xúc những cái cuộc trò chuyện với mình, và mình nghĩ là tại sao họ phải né tránh? Hóa ra là tại vì mình đang né tránh. Bởi vì mình đã buông bỏ rồi. Mình không còn cảm thấy cần phải giữ nó lại cho mình nữa, cần phải giữ nỗi đau lại cho mình nữa. Mình thả nó ra hết. Giống như là mình không phải phác theo một cái ba lô đá trong hành trình leo núi của mình nữa. Và mình không còn cảm giác oán trách, cũng chẳng còn cảm giác khó chịu hay là tức tối hay đau khổ gì cả, chỉ còn cảm giác biết ơn. Linh cũng nghĩ là nếu như mà cái câu chuyện này nó không xảy ra thì cuộc đời mình có phải là tốt đẹp không, rồi rất nhiều những câu hỏi. Nhưng thực ra là thế cuối cùng tất cả những bài học về sự can đảm, tất cả những bài học về sự tích lũy trau dồi kinh nghiệm hay sự kiên nhẫn của mình, sự giảm bớt những cái ý chí hiếu chiến của mình ở cái tuổi đôi mươi để cho mình sống cân bằng hơn, tĩnh hơn, học từ đâu ra? Linh mong rằng là cuốn sách này khi ra mắt thì sẽ đến được tay của rất nhiều độc giả, những người mà đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Linh, hay kể cả những người mà biết được đoạn đầu của câu chuyện nhưng mà chưa có câu trả lời chính thức về phần tiếp theo của câu chuyện. Và Linh mong rằng là đây như một sự trải lòng, đây như một điều mà Linh muốn tâm sự và cảm ơn ai rất nhiều, bởi vì đã đọc từ đầu đến cuối cuốn sách, đã dành cho Linh một khoảng thời gian trong cuộc đời của mình để lắng nghe những gì mà Linh muốn nói trong suốt 10 năm nay.